Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tháng 2 âm lịch của người tuổi Tý. Xem tử vi tháng 2 năm 2018 âm lịch của người tuổi Tý, bản mệnh lâm tượng hình hại, gia đạo bất an, vợ chồng dễ cãi vã, khoảng cách giữa hai thế hệ trong gia đình càng ngày càng xa, xảy ra nhiều bất hòa, gặp khó khăn trong việc dạy dỗ con cái. Phương diện tình cảm, chính tài ổn định hơn thứ tài, tránh tham gia đầu tư mạo hiểm, kẻo mất cả chì lẫn chài. Công việc tiến triển không thuận lợi, nhất là những ai đang ấp ủ dự định phát triển và mở rộng quy mô sự nghiệp, gặp bất lợi về khoản huy động vốn. Thời điểm này không phù hợp để phát triển thêm, ngược lại, cần làm tốt những dự án hiện tại, có quý nhân là nữ mệnh giúp đỡ. Tử vi tuổi Tý tháng 2 năm 2018 sự nghiệp. Dưới sức ép của cục diện hình hại, công việc của tuổi Tý vấp phải những trở ngại nhất định. Khó khăn khách quan hay chủ quan đều có, nhưng suy cho cùng nó không liên quan nhiều đến vấn đề năng lực mà cái chính là ở thái độ làm việc. Ưu điểm của tuổi Tý là thông minh, lanh lợi, giỏi giao tiếp. Nhưng kèm theo đó chính là nhược điểm cả thèm chóng chán, làm việc tùy hứng và dễ bỏ cuộc giữa chừng. Nếu không thay đổi, con đường công danh sự nghiệp của bạn sẽ vẫn mãi dậm chân tại chỗ, khó mà khởi sắc được. Thời điểm này thích hợp để củng cố và phát triển thêm các dự án cũ, hạn chế triển khai hoặc mở rộng thêm dự án mới. Cái cũ còn chưa nhìn thấy kết quả, huống chi là toan tính cái mới. Hãy dành thời gian để xem xét lại vấn đề, học hỏi các kiến thức mới để không bị tụt lại phía sau. Tháng này, bản mệnh được nguyệt lệnh trường sinh ủng hộ, lại có thái âm quý phái nhân tới giúp đỡ, nên chỉ cần tập trung chuyên môn làm công việc hiện tại, ắt gặt hái được kết quả như ý. Với các dự định mới, cần có thời gian để xem xét kỹ càng trước khi tiến hành, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Bởi thế đừng nóng vội mà hỏng chuyện. Tử vi tuổi Tý tháng 2 năm 2018 tài lộc. Xem tử vi phương Đông, những chú chuột hứa hẹn một tháng dễ thở về tài lộc, chính tài ổn định hơn thứ tài, nguồn thu chủ yếu của bản mệnh vẫn dựa vào công việc chuyên môn hiện tại. Một số bạn có làm thêm, chân trong chân ngoài, nhưng lợi nhuận thu về cũng không đáng là bao, chi bằng tập trung vào việc chính, xét hiệu quả về lâu dài. Nhờ có Ất Mộc trường sinh ở Tý mang tới nhiều may mắn về sự thanh thang hay thanh thông về tiền bạc cho tuổi Tý, việc ký kết hợp đồng, giao dịch trong tháng tiến triển khá thuận lợi, người kinh doanh, buôn bán cũng tất bật với công việc, đạt doanh thu khả quan hơn trước. Nhưng đó chỉ là theo đúng đường chính ngạch, với các đường tiểu ngạch, đầu tư mạo hiểm vẫn cần phải hết sức thận trọng. Âm sát luôn rình rập có thể khiến bạn gặp xui xẻo bất cứ lúc nào, khó mà lường trước được. Theo phi tinh tháng, lục bạch cặp nhất bạch tại hướng Tây Nam, sự kết hợp của hai tinh tú này may mắn mang lại sự thịnh vượng, giàu có về tài lộc, thậm chí có thể triệu hồi danh tiếng, giúp bản mệnh khẳng định uy tín và quyền lực. Nếu phòng ngủ nằm trong khu vực này, bạn sẽ có may mắn tuyệt vời trong sự nghiệp cũng như tài chính trong tháng Ất Mão này. Nếu có điều kiện, tuổi Tý có thể đặt biểu tượng rồng phong thủy ở hướng Tây Nam bàn làm việc hoặc để nắm bắt năng lượng, tăng cường vận may, thúc đẩy công danh sự nghiệp, con đường kiếm tiền, làm giàu càng hanh thông. Tử vi tuổi Tý tháng 2 năm 2018 tình duyên. Tác động tiêu cực của cục diện hình hại khiến cho phương diện tình cảm của tuổi Tý gặp không ít trục trặc. Gia đạo bất an, vợ chồng dễ to tiếng tranh luận, cãi vã. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng thiếu sự hài hòa, cảm giác càng ngày càng xa cách. Các bậc phụ huynh có xu hướng khó dạy vào con cái hơn, trong việc dạy dỗ cũng không cùng quan điểm. Việc thụ thai của các cặp vợ chồng trong tháng này cũng khó khăn hơn, đặc biệt nếu phòng ngủ nhà bạn nằm ở hướng chính đông. Nơi đây có cặp hung tú thất xích và nhị hắc án tọa trong tháng, nếu có thể thì nên rời phòng ngủ sang nơi khác để nghỉ ngơi. May mắn hơn là các đối tượng độc thân vẫn vượng đào hoa, nhân duyên khác giới tốt đẹp, tình cảm có sự thăng cấp nhất định. Tất nhiên, cần phải lưu ý ảnh hưởng của âm sát, đại diện cho những chiêu trò của kẻ thứ ba, xen ngang, phá hoại tình cảm lứa đôi, gây ra những trận cãi vã không ngừng. Tử vi tuổi Tý tháng 2 năm 2018 sức khỏe. Được nguyệt lệnh trường sinh nâng đỡ, sức khỏe của tuổi Tý duy trì tốt, hầu như không có dấu hiệu ốm đau nặng mà chỉ có cảm cúm qua loa. Có điều tháng này âm mộc vượng nên chú ý dưỡng sinh bằng thực phẩm để duy trì và bảo vệ tốt hoạt động của gan, đôi mắt và hệ tim mạch. Nên ăn uống thanh đạm, tăng cường rau xanh và trái cây trong khẩu phần ăn để giảm áp lực cho gan. Mùa xuân khí hậu chuyển tiếp, nóng lạnh thay đổi thất thường, tạo điều kiện để bệnh cũ tái phát, đặc biệt là ở những người cao tuổi hoặc những người dễ bị suy nhược cơ thể. Một số bệnh như thiên đầu thống, đau dạ dày,
viêm họng mãn tính, hen suyễn, huyết áp cao, bệnh động mạch, vành tim, một số dạng bệnh tâm thần rất hay tái phát và hết sức lưu ý. Một trong số những người trong mùa đông không biết cách giữ gìn thân thể, ăn quá nhiều chất cay nóng làm cho hao tán âm, gây nên chứng âm hư hỏa vượng, và ăn quá nhiều chất xào rán béo ngậy làm cho đàm nhiệt ẩn tích lại trong cơ thể. Sang mùa xuân, bệnh sẽ tái phát với những chứng bệnh như đau vặt, choáng váng, ngực bụng đầy tức, chân tay nặng trĩu, tinh thần uể oải. Nếu thấy các triệu chứng xuất hiện, cần phải tăng cường luyện tập thể thao, tiến hành thải độc cả bên trong và bên ngoài cơ thể. Có như vậy thì các chứng trạng trên mới nhanh thuyên giảm. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tý. 1. Mậu Tý, hỏa, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết: có thái âm trợ mệnh, gặp được quý nhân là nữ giúp sức, khéo léo giao tiếp sẽ có lợi trên con đường tiến thân về quan lộc. Quý nhân: Thìn, Tỵ, tiểu nhân: Dậu, Hợi. Màu sắc may mắn: hồng, xanh lá. 2. Canh Tý, thổ, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết: sức khỏe tốt là tiền đề cho cuộc sống vui vẻ, viên mãn, đừng quá tham công tiếc việc, kẻo suy nhược, người thân không được quan tâm. Con số may mắn: quý nhân: Sửu, Dần, tiểu nhân: Ngọ, Mão. Màu sắc may mắn: be vàng, tím. Nhâm Tý, mộc, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết: bàn về sự điềm tĩnh sẽ cho ra kết quả ưng ý, nóng vội sẽ hỏng việc. Nữ mệnh cần phải đề phòng chuyện thị phi, có tiểu nhân ngấm ngầm quấy phá. Quý nhân: Sửu, Thìn, tiểu nhân: Mão, Ngọ. Màu sắc may mắn: đen, xanh dương. 4. Giáp Tý, kim, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết: từ bỏ ngay những thói quen, sở thích không có lợi cho sức khỏe như hút thuốc lá, uống rượu bia, thức khuya, làm việc thận trọng, dùng tài ứng biến linh hoạt sẽ có được trọng dụng. Quý nhân: Thân, Sửu, tiểu nhân: Dậu, Mùi. Màu sắc may mắn: be vàng, đen. 5. Bính Tý, thủy, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết: học hành thi cử đều qua, tuy nhiên thành tích chưa thực sự xuất sắc, cần phải nỗ lực nhiều hơn. Đào hoa vượng, tình cảm lứa đôi hài hòa, tạo động lực phấn đấu học tập làm việc. Quý nhân: Thìn, Thân, tiểu nhân: Mão, Ngọ. Màu sắc may mắn: trắng, đen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Đừng quên khám phá tử vi tháng 2 âm lịch năm 2018 của 12 con giáp được cập nhật liên tục trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.